Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 2015, được thực hiện trực tiếp trên kênh truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị và các bạn, vào đúng ngày này, cách đây 40 năm, tại thị xã Vị Thanh, lúc 5 giờ sáng, các cánh quân cách mạng nổ súng tiến công vào nhiều mục tiêu trong thị xã. Dưới sự tiến công mạnh mẽ của lực lượng cách mạng, ta đã bắt sống tên tỉnh trưởng Hồ Ngọc Cẩn. Đúng 9 giờ 30 phút sáng, giải phóng hoàn toàn thị xã Vị Thanh. Với khí thế trên, các huyện còn lại của Hậu Giang như Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ cũng được giải phóng ngay sau đó, đã góp phần khép lại cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ trong niềm vui vô bờ của nhân dân. Từ thời điểm lịch sử ấy đến nay, dù đã qua 40 năm, nhưng với nhiều người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, đó mãi là ký ức chưa thể phai nhòa. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng của ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. 11 giờ 30 phút, Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 6. Sau khi chính quyền Sài Gòn tan rã, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhất tề đứng lên tiến công và lần lượt giải phóng. Tuy nhiên, ở một số nơi địch vẫn còn kháng cự yếu ớt. Tại thị xã Vị Thanh, tên tỉnh trưởng Chương Thiện Hồ Ngọc Cẩn vẫn còn hô hào binh lính tử thủ. Địch ở các phân chi khu vẫn còn ngoan cố chống trả với ta, buộc ta phải bước vào cuộc chiến đấu để giải phóng thị xã Vị Thanh và huyện Long Mỹ. Chi khu Long Mỹ đó thì giao cho đồng chí bí thư huyện ủy cùng với là đội biệt động của thị trấn Long Mỹ và du kích của Thượng Hưng, du kích của Vĩnh Đông, du kích của xã Long Trị và du kích của xã Long Phú, gốc của Long Phú tấn công vô chi khu Long Mỹ, giải phóng cho được. Sáng ngày 1 tháng 5, các lực lượng vũ trang, chính trị, binh vận đã tiến công hầu hết các đồn bót, các căn cứ quan trọng ở Vị Thanh và hàng loạt đồn bót ở vùng ven. Trước áp lực mạnh mẽ và khí thế của quần chúng, bọn sĩ quan nhân viên Ngụy quyền lần lượt rời bỏ hàng ngũ ở căn cứ Trung đoàn 31 và cũng là căn cứ tiền phương của sư đoàn 21. Buổi chiều đó mình nắm có 100 ngoài lính à. Ở trong căn cứ này có 100 ngoài lính, nhưng mà Cần Thơ tiếp quản rồi cái nó chạy dồn xuống đây tăng pháo rồi này kia. Từ đây phải nói ra Vị Thanh đó là xe tăng với là pháo đó thì đặt gật đường lộ. Súng thì nó chất ngoài sân đó là một sân. Đó thì giao không biết bao nhiêu mà kể. Lúc đó chịu đầu hàng rồi đó. Quân của nó còn đầu hàng ngàn quân ở trong cái trung đoàn. Nó còn lột áo nó còn áo không à. Nó ra thấy nghe là thấy lực lượng thấy dữ dội lắm. Theo tôi trực tiếp tôi thấy nó cởi áo ra đó, chạy ra đường này nè. Chứ chạy gì biết sao, là cơ bản 700 quân. Từ 4 giờ mà đánh tới 5 giờ, tới rạng sáng là chưa chiếm được. Bởi vì địch nó cố thủ và đồng thời nó điều hai cái xe nội đồng và cái tiểu đoàn bảo an. Nó chi viện, nó án ngữ các cái mặt, mà các cái tuyến đường chúng tôi không qua được. Thì sau khi tung cái thay đổi dự bị đánh chiếm xe nội đồng thì anh em bắn trái một chiếc và đồng thời tiến là bắt thêm một chiếc. Thì đồng chí đại trưởng đồng chí Hải có dần sử dụng cái xe, anh em lên xe là chạy vô tiểu khu. Thì trong khi chạy vô tiểu khu thì cái C2 nó đánh sập một góc của tiểu khu. Lúc đó thì đại năm tôi là đại trưởng cùng với số anh em ở trên xe nội đồng chạy ngoài chạy vô thì Hồ Ngọc Cẩn là từ trong Vinh chạy ra bằng cái chiếc xe riếp thì mình chặn nó bằng cái xe nội đồng ở tại cái vị trí này và đưa súng là yêu cầu nó phải kêu gọi binh sĩ dưới quyền nó là đầu hàng ngay lập tức. Thì ở tôi nhớ là ở cái khúc này sau đó thì cũng chính cái đại năm là áp tải Hồ Cẩn trên cái xe riếp đó ra cầu Đoàn Kết để giao cho anh Tư Công. Khi đại đội 5 giao cho tôi thì tôi
là nó còn mang quân hàm quý hiệu đầy đủ. Bắt đầu tôi lột quân hàm, lột quân hàm, lột quân hàm quý hiệu hết toàn bộ Hồ Ngọc Cẩn, chuyển Hồ Ngọc Cẩn về ở trên đó là Hồ Sen. Thì tôi là chịu cái mũi bánh thọc sâu vô cái tay cảnh sát, vô cái đại đội cảnh sát giải chiến này. Giờ bánh cơ số 2 nữa thì đại quý qua mới chạy ra hàng, chạy ra là bàn giao. Sau khi á, là kêu nó ra gom lại là cột cờ, xuống gom lại cột cờ, lính và anh gom lại cột cờ. Thì lúc này nó không chịu, nó là chờ lệnh cấp trên. Đang dặn có nó chưa đậu hàng, đồng chí đồng minh nó đang chạy trở lại đó là đứng nghiêm lại báo cáo với tôi. Bây giờ bên tiểu khu là đậu hàng, là chúng ta đã bắt được Hồ Ngọc Cẩn. Thì lúc bây giờ nó đã xuống thế liền, nghe là nguyên xuống thế liền. Cái thằng đại quý qua đó, tôi còn nhớ kỹ đó, nó xuống màu, nó nói thôi còn gì nữa trung tá ơi, thôi bây giờ cho anh em ra đầu hàng đi. Thì lúc bây giờ nó mới chịu đầu hàng. Nó hay cái chỗ, nó lý thú cái chỗ là sau khi im tiếng súng thì cái cờ mặt trận của mình cái thời kỳ đó của giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam đó là chỗ nào cũng có, là thành một rừng cờ. Giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 năm 1975, thị xã Vị Thanh được giải phóng, chính quyền đã thuộc về tay nhân dân. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã toàn thắng trong niềm vui vô bờ của cả dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hòa bình không dễ có được bởi tất cả đều phải đánh đổi bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ. Không riêng gì sự kiện giải phóng Vị Thanh vào ngày 1 tháng 5 năm 1975 mà phóng sự trên đề cập. Nếu nhìn lại quá trình lịch sử của nước ta mới hiểu hết tinh thần yêu cái đẹp, chuộng hòa bình của một dân tộc yêu hòa bình nhưng phải dùng lên bảo vệ bờ cõi. Chính khát vọng đó đã tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn, có thể chiến thắng bất cứ kẻ thù xâm lược nào. Không có gì có thể bình yên trước chiến tranh, ngay cả những con người nhỏ bé, yếu đuối nhất. Người Việt Nam hiểu sâu xa giá trị của hai tiếng hòa bình. Bởi hai tiếng thiêng liêng này đã được đổi bằng máu và nước mắt của cả dân tộc qua những cuộc kháng chiến trường kỳ. Người thanh niên trong bức ảnh đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20 khi chưa từng nắm một bàn tay con gái. Thái và Biệt, hai em hãy nghe lời ba má, đừng ra nắng nhiều mà mang bệnh. Có ăn gì ngon nhắc anh với nhé. Rồi 3 năm anh về nhấp cá cho mà ăn. Nhưng con trai của mẹ đã không về. Những lá thư gửi về từ chiến trường biên giới Tây Nam năm 1976 đã nhuốm màu thời gian và cũng đã bao lần thấm đẫm nước mắt. Thì nó hồi đó là cũng không gì mà làm ruộng, làm lá rồi gì đó, làm lá vậy đó xem. Đống lá trăm. Thầy lúc con đi thì anh khỏe, anh tới chuyện con hy sinh không gặp mặt lần thứ hai nữa. Đâu dễ có lần gặp mặt thứ hai. Bởi như hàng triệu thanh niên Việt Nam khác, liệt sĩ Nguyễn Hữu Nguyễn chắc chắn chưa từng chọn cho mình con đường cầm súng dưới đôi bàn tay nông dân chỉ quen làm ruộng, cắm câu. Nhưng khi đất nước bị kẻ thù xâm lược, anh buộc phải trở thành người lính vì một ước mơ thiêng liêng nhất. Mong ước của hòa bình cho thông tả, không còn bom đạn nào này kia cái nọ thôi. Chính khát vọng hòa bình và ý chí thống nhất đất nước đã làm cho những người mẹ Việt Nam có một sức mạnh tinh thần mãnh liệt để tiễn chồng và các con ra trận. Chiến tranh buộc các mẹ trở thành anh hùng khi nuốt nỗi đau vào lòng để tiếp tục hy sinh. Thank you.
Cái giá của hòa bình độc lập là quá lớn. Quá nhiều cuộc chia ly mà không thể có ngày sum họp. Mẹ Quỳnh Thị Giỏi mất chồng, mất con. Bản thân mẹ cũng tham gia cách mạng và bị địch bắt giam cầm. Sức mạnh để mẹ vượt qua những trận đòn tra tấn của giặc là niềm tin, hy vọng vào một ngày đất nước giải phóng. Đơn giản, chỉ để mẹ được về bên những đứa con. Bác nói làm gì cũng là độc lập, phải giành đất nước lại mà. Nên mẹ không khai báo gì hết trơn. Gán làm đất nước anh em sống lại cho hòa bình, đặng lo gì đặng mình gần gũi với con, nuôi con đâu chứ. Ngày độc lập, Hậu Giang dở quà trong niềm vui cùng nhân dân cả nước. Mảnh đất nghèo bơm cài đạn sới cũng đã gồng gánh những cuộc chiến tranh khốc liệt. Biết bao người con đã nằm lại trên mảnh đất quê hương và nhiều người đã quà tên mình vào tên đất nước. Tất cả chỉ để ước vọng hòa bình trở thành hiện thực. Trong những ngày tháng 4 lịch sử, chúng ta càng tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi trước mất mát của biết bao gia đình, nhất là đối với những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với mẹ, chiến tranh có bao giờ chấm dứt khi mà các con vẫn chưa về? Các con vẫn ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S đầy vết tích đạn bom mà mẹ mong nhưng không gặp. 40 năm chiến tranh qua đi, vinh quang đất nước trước hết thuộc về các mẹ, các anh hùng liệt sĩ và biết bao người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Tri ân những mất mát to lớn đó, suốt quá trình xây dựng phát triển quê hương cùng với các chính sách chăm lo của Đảng và Nhà nước, Hậu Giang luôn nỗ lực để thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự về các hoạt động của tỉnh trong những ngày vừa qua. Ngày 25 tháng 4, ông Quỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trao hơn 100 phần quà cho các mẹ, các anh hùng lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, những người cống hiến máu xương cho độc lập dân tộc. Tại buổi họp mặt 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ở huyện Châu Thành. Tiếp đó, những hoạt động ý nghĩa này cũng được tổ chức tại các địa phương còn lại, nhất là những nơi giàu truyền thống cách mạng như căn cứ Chìa Khóm, thành phố Vị Thanh, căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, hay khu di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch ở xã Vĩnh Viễn, huyện Đông Mỹ, với hơn 1.200 phần quà, tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Chúng tôi cũng quyết tâm để làm hết trách nhiệm của mình, mà đặc biệt là trong cái việc chăm lo tốt hơn nữa về cái sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho mẹ Việt Nam anh hùng cũng như là gia đình chính sách người có công trên địa bàn của tỉnh. Không để một gia đình chính sách nào mà không được quan tâm chăm lo. Và sắp tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu thực hiện càng ngày phải tốt hơn nữa công tác này. Một biểu tượng sáng ngời vì sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng. Dịp kỷ niệm 40 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, để tri ân công ơn của những người mẹ trong chiến trường ác liệt năm xưa, Hậu Giang tổ chức phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 252 mẹ, nâng tổng số mẹ Việt Nam anh hùng trong toàn tỉnh lên 1.704 bà mẹ. Trong đó có 226 bà mẹ còn sống được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Bộ Quốc phòng nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị, với mục tiêu nâng cao ý thức giai cấp, ý thức công dân và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trong công nhân viên chức lao động, tháng 5 hàng năm được chọn là tháng công nhân. Từ đó, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức, không chỉ góp phần đưa chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp đến với công nhân lao động, mà còn tạo điều kiện cho các tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh. Để tiếp tục phát huy kết quả trên, thì tháng công nhân năm nay được triển khai tại Hậu Giang có chủ đề đồng hành phát triển doanh nghiệp, lao động hài hòa, ổn định cuộc sống trong công nhân viên chức lao động. Để giúp quý vị các bạn hiểu rõ hơn về những hoạt động được tỉnh thực hiện xung quanh chủ đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thạch Em, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, thì hưởng ứng tháng công nhân năm nay thì Hậu Giang sẽ triển khai những hoạt động nào để mà chăm lo đời sống của công nhân thưa ông? Năm nay chúng tôi đặt ra cái mục tiêu đó là huy động hết cái lực của toàn xã hội, đặc biệt là chủ doanh nghiệp. Nhiều cách làm mới, nhiều cách làm hay mà người chủ doanh nghiệp phải đầu tư cho người lao động. Có những doanh nghiệp là họ tặng sổ tiết kiệm, có những doanh nghiệp là chích từ cái lợi nhuận ra là xây máy ấm công đoàn, rồi lo cho cái nhà ở cho công nhân. Chúng tôi đang kiến nghị với cấp tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và một số doanh nghiệp có điều kiện đó là tính tới mở cái nhà trẻ, trường mẫu giáo, rồi các trường học chăm xá ở cái khu công nghiệp, làm sao mà đảm bảo được những cái nhu cầu tối thiểu của người lao động. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của công nhân là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức công đoàn, và nó gồm nhiều yếu tố, không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện tốt. Như vậy thì ông suy nghĩ như thế nào về vấn đề này và chúng ta cần làm gì để mà khắc phục vấn đề này thưa ông? Doanh nghiệp nào làm chưa tốt thì chúng tôi tiếp tục vận động để họ làm tốt. Không có cái lý do gì họ sống ở đất nước này mà họ không làm tốt đúng theo pháp luật của đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ là như thế. Kể cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cũng phải thế, cũng phải chấp hành pháp luật của Việt Nam. Thì như thế đó thì lực lao động có, lực công đoàn có, các thông tư nghị định có hết. Thì hơn ai hết là người lao động, người sử dụng lao động là hiểu pháp luật Việt Nam một cách tốt nhất để thực hiện làm sao vừa là cho lợi cho doanh nghiệp của mình mà vừa là đúng theo pháp luật Việt Nam, vừa là cho người lao động. Dân thì Hậu Giang vẫn còn nhiều người lao động thất nghiệp, trong khi đó thì nhiều người phải tìm kiếm việc làm ở ngoài tỉnh. Trong khi đó thì nhu cầu của các doanh nghiệp sử dụng lao động trong tỉnh thì khá cao. Theo ông thì để giải quyết vấn đề này thì chúng ta cần làm gì ạ? Hiện nay đó là phải đào tạo nghề, phải căn cơ, phải theo địa chỉ. Những doanh nghiệp mà đến đầu tư Hậu Giang thì cần công nhân phục vụ cho cái gì? Thì cũng nên có cái sự phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn để họ đào tạo. Cái thứ hai nữa đó là lương, đời sống. Lao động Việt Nam mình thì theo tôi biết thì cái mức lương mình tương đối thấp. Chúng tôi muốn đề xuất đến các chủ đầu tư khi mà thành lập các cái doanh nghiệp bàn Hậu Giang thì cũng nên đặt vấn đề là cái phía sau của doanh nghiệp đó là nên có những cái cơ sở phục vụ cho người lao động nhờ có thu nhập thấp. Khi cấp giấy phép đầu tư thì cũng nên đặt những cái điều kiện tối thiểu để nhà đầu tư họ thực hiện đồng bộ. Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia buổi phỏng vấn hôm nay ạ. Hy vọng với những điều đã nhìn nhận và giải pháp đưa ra, thời gian tới Hậu Giang sẽ có sự hỗ trợ tốt hơn nữa đối với người lao động. Thưa quý vị, nội dung cuộc trao đổi với ông Phan Trạch Đen, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Truyền hình Hậu Giang. Xin kính chào và hẹn gặp lại.